Thưa quý vị, với những dự án hấp dẫn sáng tạo được thực hiện trong thời gian qua, Báo Nhân dân đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ công chúng và đặc biệt là giới trẻ. Địa chỉ 71 Hàng Trống, trụ sở của Báo Nhân dân hiện nay đã trở thành một điểm đến mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Những clip hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận trên các trang mạng xã hội, những hàng dài bạn đọc đứng chờ xếp hàng vào tham quan, đó là sự hưởng ứng của công chúng đối với dự án triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân dân. Với cách làm sáng tạo và ý nghĩa, trụ sở Báo Nhân dân đã trở thành một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Đây là một buổi triển lãm khá thú vị và thông qua bức tranh tôi cảm thấy tôn trọng những người chiến sĩ cũng như lịch sử của Việt Nam. Theo dõi trên TikTok hoặc là trên các cái trang mạng xã hội của các giới trẻ thì có rất nhiều bạn trẻ giống như bạn bè của mình còn mặc các trang phục truyền thống, áo dài xong rồi đến khu vực của Báo Nhân dân để chụp ảnh. Và sau đó thì xem những cái hình ảnh, các mô hình mà được dựng lên ở trong báo thì mình thấy đấy là một hoạt động rất là vui. Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Báo Nhân dân ra mắt dự án Mỗi người một mảnh ghép. Dự án sử dụng hình ảnh do độc giả gửi để ghép thành một bức ảnh lớn về cột cờ Hà Nội. Với việc dựng mô hình cột cờ Hà Nội tại trụ sở của báo, kết hợp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, dự án đã mang đến cách tiếp cận mới để người dân dù không trực tiếp đến với những di tích lịch sử vẫn cảm thấy sinh động, thú vị. 20-30 tuổi như mình bây giờ thì có rất nhiều những mối quan tâm về lịch sử, nhưng mà cũng cần có những cái nơi để đến và để thể hiện cái lòng yêu nước cũng như là tìm hiểu về lịch sử. Thu hút rất là đông người dân thủ đô cũng như là du khách thập phương, cũng như là cả du khách quốc tế đến tham quan và tìm hiểu. Điều đó cho thấy là Báo Nhân dân hiện nay không chỉ là một tòa soạn báo mà còn là một địa chỉ uy tín tin cậy để người dân và du khách đến và có cơ hội tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nước nhà. Với những dự án đầy ý nghĩa, Báo Nhân dân đã trở thành địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp, vừa là nơi để tuyên truyền lịch sử văn hóa, giúp lan tỏa tình yêu đất nước. Ngày 8 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi công bố giới thiệu cuốn sách Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, những ký ức và kỷ niệm, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn. Cuốn sách Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, những ký ức và kỷ niệm là tập hợp 29 bài viết gồm hai phần chính là cuộc đời và những ký ức cùng kỷ niệm của ông cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Bên cạnh sách in, cuốn sách còn được xuất bản điện tử để người đọc có thể dễ dàng tiếp cận tới hành trình cống hiến của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Tại buổi lễ ra mắt sách, những chia sẻ của ban tổ chức cùng chủ biên cuốn sách, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã khắc họa đầy đủ và sống động chân dung của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, một người có tầm nhìn sâu rộng về nông nghiệp. Những đóng góp của ông đã giúp nền nông nghiệp Việt Nam phát triển vượt bậc, từ việc áp dụng các công nghệ tiên tiến đến cải cách chính sách, đưa sản xuất nông nghiệp trở thành một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Những bài học về quản lý và nghiên cứu khoa học sâu sát với thực tiễn của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã và vẫn còn nguyên giá trị xuyên suốt đến bây giờ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 8 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm Hà Nội sức sống và niềm tin. Triển lãm giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm, trong đó có nhiều tranh tượng của các nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng. Triển lãm Hà Nội sức sống và niềm tin giới thiệu 70 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mang đến cho công chúng những hình ảnh về Hà Nội sục sôi tinh thần cách mạng trước năm 1945, hình ảnh Hà Nội trong không khí rực rỡ cờ hoa đón chào đoàn quân về giải phóng thủ đô. Nhiều tác phẩm cho thấy một Hà Nội vững vàng qua những năm tháng chiến tranh, vươn mình dựng xây thủ đô ngày càng tươi đẹp. Các tác phẩm trong triển lãm có chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách riêng cùng tình cảm chân thành của các nghệ sĩ tạo hình dành cho thủ đô đã mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt trong những ngày tháng 10 lịch sử.